Hello, xin chào tất cả các bác. Ngày một của bên em ngày hôm nay có về một số sản phẩm đến từ thương hiệu King Blue. Đây, một thương hiệu King Blue. Không biết là các bác đã tìm hiểu nhiều về cái thương hiệu này chưa? Thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác một cái số những cái dụng cụ như là mỏ led, lục giác, kìm tuốt dây đến từ thương hiệu King Blue. Thì em sẽ đi lần lượt để giới thiệu mức giá cũng như là công dụng cho các bác xem qua nha. Đầu tiên là một cái kìm tuốt dây. Đây, một cái kìm tuốt dây tự động, nó sẽ có chức năng là tuốt dây này, cắt dây và bấm cốt, đầy đủ các chức năng cho các bác sử dụng. Đây, từ thương hiệu King Blue, ở phía ngoài này thì nó sẽ là bằng nhựa, phần này thì nó sẽ là cao su. Đây, cái phần xanh xanh này nó sẽ là cao su các bạn. Đây, có tuốt dây, cắt dây và bấm cốt. Đây, nó sẽ có các chức năng hình ảnh ở trên cái bao bì và mã của nó là KND205. Đây, sẽ có đầy đủ tem chống hàng giả để cho các bác yên tâm là hàng chính hãng. Đây, và cái kim này hiện tại đang có mức giá là chỉ có 160.000 đồng. Đây, hiện tại em mới về những cái mã sản phẩm này nên là em đang để một cái mức giá rất là tốt. Đây, các bác có thể check được tất cả các mã này ở trên Google, ở bên website, tất cả các website ở bên khác đều có, sẽ có hiển thị giá để cho các bác tham khảo. Hiện tại đang có mức giá là 160.000 đồng cái kìm của King Blue này. Đây, tiếp theo thì sẽ đến sản phẩm là một cái kìm C. Đây, một cái kìm C có mã là KS3208. Cái kìm C này thì công dụng của các bác sẽ sử dụng để vam gỗ. Đấy, và các bác khi sử dụng những cái cữ khoan chéo hoặc là cữ khoan cam các bác không có thể giữ tay được ấy ạ, thì các bác sẽ dùng một cái kìm C như thế này. Đấy, để giữ thì nó sẽ rất là chắc chắn. Các bác có thể chỉnh được cái hàm kẹp, độ kẹp rộng lớn qua cái phần chuôi như thế này các bác nhá. Đây, các bác kéo ra này thì cái độ kẹp nó sẽ mở rộng ra. Đây, các bác muốn cái độ kẹp nó nhỏ lại thì các bác có thể vặn cái chỗ chuôi này giúp em. Đây, kìm C mã là KS3208. Hiện tại đang có mức giá là 135.000 đồng. Đây, các bác có thể liên hệ trực tiếp ở số điện thoại em có để ở phía bên dưới, hoặc là các bác có thể vào trực tiếp website ngaymoc.vn để đặt hàng. Nếu mà các bác quan tâm về những sản phẩm của King Blue này nhá. Rồi, tiếp theo thì sẽ đến bộ 3 cái mỏ led. Cái mỏ led của King Blue thì em sẽ có 3 size em sẽ giới thiệu lần lượt đến cho các bác. Size thứ nhất là 200mm. Thì nó sẽ có chiều dài là 20cm và cái độ mở tối đa của nó là 2,5cm là 25mm. Đây, các bác có thể mở ốc tối đa là 25mm. Mã của nó là KD1200. Ở phần này thì cũng sẽ có được bọc cao su này. Đây, em sẽ quay mặt trước mặt sau cho các bác xem. Hiện tại cái kìm này, cái mỏ led này bên em đang có mức giá là 75.000 đồng. Chỉ bằng, chưa bằng 2 bát phở. Các bác có thể sử dụng để làm điện nước, dùng gia đình hoặc là mang đi làm đều ok. Cái size tiếp theo là size 250, chiều dài là 25cm, độ mở tối đa của nó là được 30mm. Mã của nó là KD1250. Đấy, thiết kế thì nó cũng giống nhau thôi ạ, 3 cái thì nó chỉ khác nhau về kích thước. Giá của con mỏ led này 250mm đang có mức giá là 105.000 đồng. 105.000 đồng cho con KD1250. Tiếp theo là size lớn nhất là size 300. Các bác có độ mở tối đa là 35mm. Mã là KD1300. Đây, toàn bộ đều có cái tem chống hàng giả để cho các bác kiểm chứng là hàng chính hãng hay là hàng nhái nha. Đây, em sẽ xoay hai mặt. Tay thì được bọc cao su nên là cầm nó sẽ không bị đau tay. Hiện tại đang có mức giá là 140.000 đồng cho con mỏ led lớn nhất 30mm và 300mm. Tiếp đến là một chiếc kìm chết. Mã của nó là KS2250. Đây, em sẽ mở ra để cho các bác xem. Con kìm chết này thì phần này vẫn được làm bằng nhựa các bác ạ. Đây, cái phần màu xanh làm bằng nhựa, còn phần màu vàng thì sẽ được bọc cao su. Đây, nó cũng cơ chế hoạt động nó cũng giống như cái con kìm C, các bác muốn mở cái hàm kẹp nó rộng ra thì các bác vặn ở phần chuôi này giúp em.
Đấy. Đây. Cái này thì các bác sẽ dùng để giữ những cái con ốc này, những con ốc của ống nước hoặc là những cái con ốc lục giác, các bác có thể sử dụng con này. Nó sẽ có cái răng như thế này để các bác giữ được những cái con ốc tròn luôn. Đấy. Và hiện tại cái kim chết này đang có mức giá là 150.000 đồng. Đây. Cầm cũng khá là êm tại vì nó sẽ có bọc cao su. Đây. Thẩm mỹ cũng thuộc dạng tốt. Theo em đánh giá thì cũng khá là ok, mức giá 150.000 đồng. Tiếp theo là một cái bộ lục giác. Đây, một cái bộ lục giác khá là sặc sỡ. Cái bộ lục giác này thì các bác sẽ liên tưởng đến những cái bộ lục giác của Nhật. Đấy. Những cái bộ lục giác của Nhật thì những cái bộ như này sẽ có mức giá là tiền triệu rồi. Và mã của nó sẽ là KL6-09. Đây. Và nó sẽ là lục giác kiểu dạng lục giác bi các bác nhá. Đấy thì nó sẽ có đầy đủ các size 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 này. 6, 8, 10. Những cái size khá là thông dụng. Và hai đầu, một đầu lục và một đầu bi. Hai đầu, một đầu lục và một đầu bi. Đấy. Đấy. Các bác có thể xem qua. Khá là đẹp. Chất lượng thì các bác phải sử dụng lâu dài thì mới có thể đánh giá được. Còn cái hình dáng bên ngoài thì khá là đẹp. Hiện tại cái bộ lục giác này bên em cũng có giá là 160.000 đồng. Nó sẽ bằng giá trị với một cái kìm chết. Đây, 160.000 đồng. Rồi, tiếp theo thì em sẽ để ra một bên nhé. Những cái sản phẩm em đã giới thiệu cho các bác rồi thì em sẽ để ra một bên. Em sẽ lên tiếp cho các bác ba cái mẫu 3G. Ba cái mẫu 3G khác nhau của King Blue. Hôm nay thì video em sẽ chỉ giới thiệu đến cái hàng King Blue thôi. Đầu tiên là một chiếc 3G 5. Đây, nó sẽ vam được tối đa là 75mm. Còn phần này, đây, phần này thì nó sẽ là 5cm. Đấy, có nghĩa là các bác vam chỉ sâu được 5cm thôi. Còn cái chiều rộng vam thì nó sẽ được 7.5cm. Tất nhiên thì nó sẽ được làm bằng kim loại rồi. Cái này thì các bác dùng để vam gỗ. Đây, nó sẽ tối đa là 7.5cm. Hiện tại cái vợ cảo này đang có mức giá là 95.000 đồng. Mã của nó là KCC3. Đấy, mã của nó là KCC3. Với mức giá hiện tại là 95.000 đồng. Nếu mà các bác cần size lớn hơn thì các bác có thể lựa chọn sang size 100. Vam được chiều dài tối đa là 100mm. Và phần này nó cũng sẽ rộng hơn là 56mm. Đấy, cái vam này mã là KCC04. Hiện tại cái KCC04 đang có mức giá là 120.000 đồng. KCC04 kim loại, toàn bộ được đều làm kim loại. Cái này thì nó sẽ làm bằng gang này các bác này. Đấy, thường những cái 3G thì những cái phần này đều là được làm bằng gang. Cái phần này thì nó sẽ được làm bằng kim loại. Đấy. Và tiếp theo nữa là một cái size lớn nhất của bên em là size KCC5. Nó sẽ vam được cái chiều rộng dài tối đa là 125mm. Và cái phần này nó, tất nhiên là nó cũng sẽ lớn hơn rồi. Nó sẽ là 6.5cm, là 65mm. Sẽ có 3 size để cho các bác lựa chọn phù hợp với công việc của các bác. Size này là một size nhỏ nhất là 95.000. Size giữa là 120.000. Và size lớn nhất là 150.000 đồng. Đấy là sẽ có 3 cái 3G để cho các bác tham khảo. Tiếp theo đấy nữa là một chiếc thước thủy mini. Đây, em sẽ bóc luôn ra cho các bác xem nha. Sẽ bóc luôn. Cái thước thủy mini này thì nó sẽ có cả nam châm để cho các bác sử dụng nữa. Đây, khá là ngắn gọn. Chiều dài của nó là, em chưa thấy ghi ở trên này, không biết là nó ghi ở chỗ nào. 9 inch nhân 25.4, nó sẽ gần được tầm khoảng hơn 20cm. Và nó sẽ có từ nam châm ở phía này để cho các bác hít nam châm. Đây, thước thủy thì nó sẽ có hai phần bên thủy như này để cho các bác xem về độ cân bằng. Đây, cái bàn này thì nó của em thì nó sẽ không được cân bằng lắm nên là em cũng sẽ chưa test được cái độ chính xác cho các bác.
Và hiện tại cái này được làm bằng nhựa thôi, được làm bằng nhựa và mức giá của nó cũng rất là rẻ, chỉ có 40.000 đồng cho một cái chiếc thước thủy King Blue chính hãng như này, chỉ có 40.000 đồng. Đây, sẽ mở ra cho các bác xem. Phần này thì có 5 châm nhá. Chỗ này thì có 5 châm, để em lấy cái gì em test cho các bác. Đây. Đây, có 5 châm. Tuy nhiên thì 5 châm lực, 5 châm hít của nó sẽ không cao, không cao lắm. Đây, 5 châm này các bác có thể xem này. Đây. 5 châm. Theo đánh giá thì 5 châm này nó cũng lực hít nó không quá cao, nó vừa đủ thôi. Đấy. Mức giá hiện tại của nó chỉ có 40.000 đồng một cái thước thủy chính hãng như này. Các bác nào quan tâm đặt hàng thì có thể để lại số điện thoại hoặc là liên hệ trực tiếp, số điện thoại em để phía dưới nha. Đây, thước thủy giá 40.000 đồng. Và cái sản phẩm cuối cùng em muốn giới thiệu cho các bác đến ngày hôm nay, đấy là một chiếc tay cầm 1/2. Cái này thì đầu 1/2 rất là thông dụng để cho các bác sử dụng để mở những con ốc 19 của xe máy này, hoặc là những con ốc của ô tô. Cái cần này thì nó sẽ dài đâu đấy tầm khoảng 25 cm, cái chiều dài của cái cần này, và là nó sẽ là tự động đấy, các bác có thể đảo chiều bằng cái chỗ đảo chiều này. Đây, tự động, các bác nghe tiếng là cũng đã đoán được nó là tự động rồi. Đây, các bác đảo chiều thì các bác vặn lại đảo chiều giúp em. Đây, đầu 1/2, và phần này cũng được bọc bằng cao su. Phần vàng thì sẽ được làm bằng nhựa, phần xanh sẽ được làm bằng các bọc cao su. Và hiện tại cái đầu 1/2, cái cần tiếp 1/2 này đang có mức giá là 150.000 đồng. Cần tiếp 1/2. Đấy, cái cần lực để cho các bác mở con ốc bù lông. Hiện tại đang có mức giá là 150.000 đồng. Rồi, cảm ơn các bác đã quan tâm đến những cái cảm ơn các bác đã quan tâm đến video ngày hôm nay của bên em. Và bên em sẽ dành nhiều thời gian hơn để giới thiệu những cái sản phẩm dụng cụ máy móc của ngày mộc bên em mới về để giới thiệu đến cho các bác. Và ngày hôm nay là thương hiệu King Blue. Nếu mà các bác cần giới thiệu đến những cái thương hiệu máy móc cũng như là dụng cụ khác thì em sẽ lên lần lượt ở những video tiếp theo để giới thiệu cho các bác nha. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại các bác. Cảm ơn các bác đã xem qua video giới thiệu về dụng cụ King Blue của ngày mộc bên em.